Hello anh em nhá. Lâu lắm mới đi xuống cái con đường này, giờ thay đổi rất nhiều. Đây là ở trong huyện anh em ạ. Khu này đợt trước thì mình cũng quản lý, nhưng mà đợt này mình không quản lý khu này nữa. Khu này thì cách nhà khoảng độ tầm 50 cây. Hôm nay xuống hỗ trợ anh em ở dưới này nó bị đứt cáp. Chỗ này thì anh em báo là đang làm đường. Đi gần 1 tiếng đồng hồ đi xe máy. Hơn 60 cây. Hơn 50 cây. Đợt trước ở đây thì là đang là đường đường đất. Đợt này hình như vừa mới làm xong con đường này, đường bê tông này. Ở đây có con sông rất là đẹp này anh em ạ. Nước trong vắt. Để xem cái vị trí của anh em nó gửi lên là ở khu nào. Không để ý nữa. Lâu lắm không xuống dưới này anh em. Đây hình như là địa phận của Ninh Bình rồi anh em. Đây là Ninh Bình rồi anh em ạ. Khu này là khu giáp danh giữa Ninh Bình với lại Hòa Bình. Đợt trước thì có triển khai cái hạ tầng Zipon xuống dưới cái khu này. Bởi vì khu này là không có hạ tầng, cho nên là Hòa Bình là cho mấy cái tủ hộp cáp ở xuống dưới này. Hình như đâu đấy chục hộp thì phải. Triển khai hạ tầng Zipon ở đây là từ năm 2017 hay 18 gì đấy. Cũng lâu lắm rồi. Đường dưới Ninh Bình nhìn thấy nó ngon hẳn anh em ạ. Không giống như kiểu trên Hòa Bình. Đường trên Hòa Bình trắng luôn. Đường này đường nhựa rất là lâu rồi. Khu này khu điểm xa nhất của Ninh Bình đấy. Nỗi đau đã tàn. Đợt trước có một cái tủ ở đây hay sao? À đây này. Nhớ mang máng. Đây một cái tủ ở đây. Đợt trước thì anh em triển khai nên anh em đặt rất là xa, tủ rất là xa. Những cái tủ này cách tủ này mấy trăm mét cơ anh em ạ. Nên khi đem đi triển khai rất là vất vả. Ở đây có mỗi một cái tủ. Từ đây xuống khoảng độ tầm 300 mét nữa mới có một cái tủ khác. Đợt trước là mình cũng thi công đấy. Chỗ này là mình thi công hết này. Mình quản lý địa bàn ở đây với lại làm cáp Zipon này. Lâu lắm rồi. Mấy năm rồi mới quay lại. Đây, có một cái tủ ở ngay bên dưới nữa. Cái tủ này nó kéo đi vào mãi trong chân núi cơ. Mấy thuê bao nữa. Đây. Như mấy con ngao trong đấy.
đang làm đường để dịch sang mé bên này. Đây là phó tổng giám đốc Bụi Dí Diệu. Xuống rồi còn gì. Biết đâu. Mà cắt hết dây rồi. Làm tủ đấy à? Mỗi việc còn con này mình cũng gọi mẹ. Không bỏ làm. Gọi đi. Gọi trong hoạt đấy. Bán tiền đấy. Đi làm phải có công nha chú mẹ. Đi hỗ trợ mà mẹ 60 cây. Từ nhà xuống đây 1 tiếng đồng hồ. Đó, anh cứ ấy đi. Bật ấy đi. Tí đặt ở trên này này. Hay đặt thấp thấp thôi. Thế thì để cho hướng sang bên này này. Dạ. Yeah. Không, cái này dễ bắt mà. Từ hôm qua, nó bị từ hôm qua. Thế mà ông Hoạt không bảo từ... Không biết ẳng lên à? Bảo đấy anh em biết là để làm từ sáng. Mẹ. Chiều nay nó ông đi rồi à? Mà lấy nước mà uống. Mỗi người bảo bán 100 bao. Lâu lắm cùng xuống dưới này. Mấy năm rồi đấy. Đợt trước em kéo mấy nhà loanh quanh đây này. Không biết còn dùng không. Cáp này 4 sợi nhỉ. 4 sợi. Thường là sẽ dùng sợi cuối này. Này có chuẩn gì để bảo xe. Cái đó thôi. Đám cưới vào thứ hai à? Nó đám cưới vào thứ hai à? Cái cáp này nó có một cái sợi vải em tước ra. Năm kiếm triệu để cho rượu đi hát tay vịn. Đấy hạn ở dưới mẹ dưới này đi anh rượu. Đây điện lực à? Ở đây là cho quan nữa anh.
Vina nó làm xong hết rồi. Tí quấn lên trên kia. Hay thôi. Bắt lên đây này, nhanh không? Mùa đai vào phát mà bắt. Cũng hàn được tí không? Không làm nào thì làm. Mấy hàn đều này à? Mấy hàn đều này hàn dưới đi. Mà nhớ luồn ông vàng nhá. Còn ngon không? Tủ còn ngon không? Hàn vào sợi mấy đấy? Có mỗi như này mà cũng gọi mẹ lên nhóm cụm uống rượu. Đi. Mấy cái việc còn con này mà cũng rượu. Mẹ gọi mấy chục cây số đi xuống, tưởng việc một cây số. Từ con này à? Đại úy Bùi Anh Nguyễn. Bụi di rượu. Trong cái cáp này nó chỉ có 4 sợi thôi nha. Hai quát dương cam. Lấy băng dính đi sếp. Túi của nhân viên địa bàn à? Ngon đấy nhỉ? Cái này ở mặt trên rồi nhỉ? Hay là mặt dưới? Cái này trên à? Hồn phết đấy nhỉ? Nhà dầu mà băng dính đều vãi đai. Lấy đai mà ăn luôn. Anh rượu chơi ông hoạt này. Đấy lấy chân chào mà chém tít tủ lên trên kia. Lấy chân chèo này mà chèo này. Mẹ chèo tủ cao. Đi, lúc đi cẩm trạng. Anh không treo tủ cao à? Trèo lên mãi đây. Trèo lên mãi trên kia. Dùng chân trèo mà trèo. Cái này ông Hoàng đi triển khai đi. Chửi ngẫu lên. Ở đây có mỗi 3 thuê bao thôi à? Thế mình mẹ ngộ lên. Rượu.
không? Mấy thuê bao quẩn con như này mà cũng gọi mấy chục anh em xuống. Đây là đội điện lực nó làm à? Treo lên đây á? Trường này nó cũng nghỉ à? Nhìn cái mẹ cái đầu này nó khó bắt vào thế nhỉ? Cái lỗ này nó có cho vào đây này. Bắt vào bên cạnh. Cho ngắn quá anh em. Đầu này nó ngắn. Đây là cái bộ chia 8 của đại úy Diệu. Đi ra mua nước đi. Đi ăn đâu?
rụt mèo của nó đây. Ông núng đâu? Ông núng đâu? Em có dùng bao giờ dùng ông núng đâu? Theo đúng bản vẽ thì cái thằng này nó sẽ là ăn sợi cuối. Bởi vì đây tủ cuối anh em ạ. Tủ cuối thì nó phải ăn vào sợi cuối. Sợi cuối là sợi hai của bắp cam. Không có ông nung à? Cho một cái nào. Em có bao giờ dùng máy hàn đâu mà biết. Cắt lâu chưa anh? Cắt hôm qua. À. Điện lực nó cắt à anh hay là? Không thông báo không biết gì cả. Cứ thế nó phang thôi. Hết rồi, phải thay lại. Vâng, sang bên đấy thì nối. Trước thấy dùng Viettel nhiều lắm mà anh nhỉ? Lần này lại cả Vina à? Lần trước em nhớ mới kéo mấy nhà ở trong này mà. Một nhà kia dùng Vina. Nhà anh cũng dùng từ đầu đấy nhỉ? Từ đầu mà bọn em lắp ở tủ ngoài này này. Em từ đầu Vâng,
Với đợt trước có cái tủ mãi ngoài này này. Treo chưa em? Bánh tụ. Đây là tủ cuối cho nên là làm nó dễ. Phải cái tủ hai lớp thì chắc là chết dần. Trước anh cũng quản lý khu này đây. Ừ. Xong mới đẻ ra đội rượu, đội hoạt này này. Mấy thằng cò con này vào bây giờ nó kinh lắm. Trước đi xa nhỉ. Ừ. Anh quản lý khu này. Mấy cái nhà này được trước anh kéo. Kéo tủ mãi ngoài kìa. Ừ. Đồng xuyên đéo ở dưới này vậy. Này, không lừa được cả đồng xuống dưới này cả. Xử lý sự cố ạ. Vậy. Sao lừa được? Vâng. Có lắp chưa? Làm ở đâu? Hôm qua làm ở đâu? Ừ.
Anh Khương, anh đi đường dưới này lâu ngày đi vi hành tí. Anh đi xuống dưới Yên Trị mà. Ôm cả cái ống này. Trong rượu sử dụng mà kìm bấm đai của mình